Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, ở tiết kể chuyện hôm nay, chúng ta cùng nhau thực hành nhìn tranh và kể câu chuyện Cây Khế. Các em lắng nghe cô kể mẫu nhé. Nhà kia có hai anh em, bố mẹ mất sớm. Người anh tham lam, còn người em thì thật thà, hiếu thảo. Người anh lấy vợ ra ở riêng, chia cho em mỗi một cây khế ở góc vườn. Người em liền làm nhà cạnh cây khế và chăm sóc cây. Cây khế ra rất nhiều trái to và ngọt. Một hôm, có một con chim phượng hoàng từ đâu bay tới. Phượng hoàng ăn khế và hứa đưa người em ra một hòn đảo có rất nhiều vàng bạc, châu báu. Người em nghe theo phượng hoàng bay tới một hòn đảo và nghe lời phượng hoàng chỉ nhặt lấy một ít vàng bạc. Trở về nhà, người em trở nên giàu có. Người anh sau khi nghe chuyện của em, liền bắt em đổi cây khế, lấy nhà cửa ruộng vườn của mình. Rồi một hôm, con phượng hoàng lại bay đến ăn khế. Người anh cũng theo phượng hoàng ra đảo. Nhưng khác với em, người anh lấy quá nhiều vàng bạc. Khi bay ngang qua biển, phượng hoàng đuối sức vì chở quá nặng. Nó xà cánh, thả người anh, làm người anh bị rơi xuống biển. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Bên cạnh đó, các em cũng có thể truy cập vào fanpage Tiểu học Channel và để lại lời nhắn, đề xuất những câu chuyện, những bài học mà các em muốn được xem trên kênh Tiểu học Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!